Vợ Trung Dũng ly hôn, ôm con bỏ đi vì không thể chấp nhận quan hệ song song này của chồng. Trong cuộc trò chuyện mới nhất, lần đầu tiên nam diễn viên Trung Dũng bất ngờ tiết lộ chuyện riêng về vợ con mà đáng ra anh vẫn giữ kín. Có thể nói Trung Dũng luôn là cái tên nổi bật trong hàng ngũ nam diễn viên Việt Nam từ nhiều năm qua. Với ngoại hình đầy nam tính, gai góc, khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền ấn tượng, đặc biệt là khả năng diễn xuất đa dạng, Trung Dũng luôn là đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều chị em. Dẫu vậy đến nay, nam diễn viên vẫn một mình và không lạ khi nhiều người cho rằng nam diễn viên là người đồng giới. 3 năm trước, Trung Dũng từng gây xôn xao khi nói về người đồng tính. Đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả. Đó chính là tình yêu, vốn là chuyện giữa hai con người, chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo. Điều này chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu chính anh cũng khẳng định rất nhiều đôi đồng tính do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu. Cách trả lời mập mờ ấy của Trung Dũng khiến dư luận hoài nghi, phải chăng Trung Dũng là người đồng tính nhưng chưa dám công khai. Tuy nhiên, sau chuỗi những gì Trung Dũng chia sẻ thời điểm đó với công việc hiện tại của anh, nhiều ý kiến cho rằng những phát ngôn gây sốc về vấn đề giới tính đó một phần thuộc về chiến lược quảng bá cho bộ phim điện ảnh Lạc Giới mà nam diễn viên đóng vai một người đồng tính. Trung Dũng nói, trước đây có người từng nói tôi chuẩn men và tôi không muốn nhắc lại câu như thế này nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng phim và đời hoàn toàn khác nhau. Những chuyện trước đây tôi rất ghét, song khi vào vai trong bộ phim này tôi đã phải bật khóc và thay đổi quan niệm của mình. Giữa tâm bão về giới tính, Trung Dũng bất ngờ nói có vợ con ở Mỹ. Tôi đã có được người phụ nữ hiểu và yêu mình chân thành rồi, nên tôi không còn lo việc ai mổ sẽ đời tư và ảnh hưởng tới đời sống riêng của mình nữa. Tôi đã lập gia đình và có con trai 8 tuổi. Cô ấy là một phụ nữ bình dị và nhất mực yêu thương chồng con. Do cuộc sống và công việc nên chúng tôi thống nhất không tiết lộ chuyện riêng trên báo giới. Hàng năm qua tôi qua Mỹ 2 lần cùng vợ con và cuộc sống của chúng tôi nhờ vậy mà rất đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu với khán giả hâm mộ mới đây, nam diễn viên điển trai Trung Dũng lại lần nữa khiến người hâm mộ dậy sóng về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Khi được hỏi về người vợ bí ẩn mà anh từng kể, Trung Dũng bất ngờ tiết lộ chuyện động trời. Chuyện vợ con của tôi thì chỉ mình tôi biết thôi, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi có vợ và con, nhưng chúng tôi không hợp nhau nên chia tay. Vợ tôi không muốn cho con nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không gặp được bố mẹ. Đồng thời, nam diễn viên còn cho hay, tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi không có nhiều người yêu. Chưa lấy vợ không có nghĩa là chưa đeo nhẫn cưới. Tôi được ông trời cho sự nổi tiếng, cho tình cảm của khán giả, cho nhiều thứ. Tôi đóng phim cũng là kinh doanh mà không cần hồi vốn. Sau một bộ phim tôi được vài trăm triệu liền, hơn nữa bộ phim chiếu ra thì tôi được nổi tiếng, còn được mời làm quảng cáo. Ông trời cho nhiều nên sẽ lấy lại của mình một thứ gì đó. Tôi biết điều đó nên cứ gói ghém mà sống. Tuy nhiên, lý do Trung Dũng đưa ra quả là khó thuyết phục. Bởi lẽ dù có chia tay thì con cái cũng cần gặp cha mẹ, không thể có chuyện vì anh nổi tiếng mà không được gặp con. Một lần nữa, đời tư nam diễn viên điển trai tài năng, gia sản đồ sộ lại được mổ xẻ. Liệu rằng người vợ anh kể có thật hay không? Khi mà bao năm qua người vợ ấy không hề xuất hiện, liệu rằng cô vợ nào có thể cam tâm sống cuộc sống khép kín vì bị chồng giấu kín ở nhà? Và tại sao vợ anh phải ôm con bỏ đi mà không để con gặp mặt cha? Có lẽ chuyện Trung Dũng có phải là người đồng tính hay không vẫn cần thời gian để anh trả lời. Nhưng dù câu trả lời thế nào thì chính anh vẫn khẳng định rạch ròi. Sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra trong cuộc đời này tình yêu mới là điều kỳ diệu nhất. Nó cho ta sức mạnh, cảm hứng sáng tạo và giúp ta có những sức mạnh phi thường để tạo nên những kỳ tích trong cuộc đời. Và nếu bạn gặp được một người bạn yêu chân thành say đắm như thế, bạn có còn để ý tới những khoảng cách hay rào cản nữa hay không? Và chuyện giới tính lúc đó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Lâm Khánh Chi nói Vĩnh Thụy, em không xứng đáng để chị trân trọng, quá hồ đồ. Khi Vĩnh Thụy cho rằng việc Lâm Khánh Chi thừa nhận từng có tình cảm với anh là việc quá vớ vẩn, chính vì vậy mỹ nhân chuyển giới này đã bức xúc lên tiếng. Trong cuốn tự truyện của mình, Lâm Khánh Chi đã thừa nhận cô từng có tình cảm với siêu mẫu Vĩnh Thụy khi cả hai cùng tham gia một game show vào năm 2015. Lâm Khánh Chi chia sẻ trong quá trình quay, sức khỏe của ca sĩ chuyển giới không được tốt và Vĩnh Thụy luôn có những hành động giúp đỡ bên vực cô. Anh gọi cô là công chúa, còn cô xem anh như hoàng tử trong lòng mình. Cô thích ủi quần áo, nấu mì cho anh vì điều đó làm cô hạnh phúc. Tuy nhiên, dường như Vĩnh Thụy đã rũ bỏ quá khứ và cho rằng những điều Lâm Khánh Chi nói là quá xàm và vớ vẩn. Trước điều này, Lâm Khánh Chi đã bức xúc lên tiếng nhắn nhủ tới Vĩnh Thụy.
em không xứng đáng là một người đàn ông mà chị yêu mến và trân trọng. Em quá hồ đồ, chị cảm thấy thất vọng về em. Em tưởng em là ai mà em thích thể hiện ra vẻ vậy? Thật là buồn cười. Vẻ đẹp bên ngoài ai chẳng có, chỉ cần tô quẹt tí là xong. Vẻ đẹp trong tâm trí thì mới khó, cố gắng vẽ vời cũng chẳng bằng không. Lâm Khánh Chi thất vọng về câu nói của Vĩnh Thụy và cho rằng anh không xứng đáng là người đàn ông mà mỹ nhân chuyển giới từng yêu thương. Điểm danh các sao Việt sinh năm 1995, sở hữu toàn hàng khủng, từ đồng hồ xa xỉ tới xe tiền tỷ hạng sang. Hoài Lâm, Angela Phương Trinh, Á hậu Huyền My là những ngôi sao mới 22 tuổi, nhưng đã gây choáng bởi khối tài sản khủng, trong khi đó Hòa Minh Di lại có phần lép vế so với những người bạn cùng tuổi. Hoài Lâm được biết đến sau khi xuất sắc giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen 2014. Hoài Lâm dần trở nên nổi tiếng và là một trong những giọng ca gây chú ý nhất nhì showbiz Việt. Dù tuổi đời, tuổi nghề vẫn còn trẻ, nhưng cách xê đi diễn cũng như khối tài sản của Hoài Lâm vẫn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Dịp sinh nhật tròn 22 tuổi vừa qua, Hoài Lâm gây choáng khi cùng bạn gái đi tàu xế hộp hạng sang gần 2 tỷ đồng. Món tài sản có giá trị không hề nhỏ với nhiều người tại showbiz Việt. Cận cảnh xế hộp mới tàu của Hoài Lâm, cách đây 3 năm theo tiết lộ của một số bầu show, thì giá thấp nhất để Hoài Lâm hát phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đã lên đến 15-20 triệu đồng. Còn những show đi tỉnh hay nước ngoài thì chi phí sẽ còn cao hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu mời Hoài Lâm xuất hiện trong một event thương hiệu, thì cách xê lại không hề nhỏ, bầu show phải bỏ ra tầm 30-40 triệu đồng. Sau 3 năm, con số này chắc chắn đã tăng lên đáng kể, giúp Hoài Lâm có thể mạnh tay hơn trong chi tiêu. Minh chứng chính là món quà gần 2 tỷ anh tự tặng bản thân nhân dịp sinh nhật. Á hậu Huyền My được khán giả biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Huyền My là một trong những người đẹp luôn nhận được đông đảo sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ. Không chỉ được yêu mến bởi danh sắc xinh đẹp, kiều diễm, Huyền My còn khiến công chúng phải choáng ngợp trước độ chịu chơi, chịu chi cho hàng hiệu. Người đẹp sinh năm 1995 là một trong những mỹ nhân V-Big có tốc độ mua sắm hàng hiệu, được xếp vào hàng con nghiện. Bộ sưu tập quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm của Á hậu đều có sự góp mặt của những thương hiệu thời trang nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới như Chanel, Louboutin, Gucci, Dior và Hermès. Mới 22 tuổi, nhưng Huyền My đã sở hữu tủ đồ hiệu có giá trị lên tới cả tỷ đồng. Bộ sưu tập quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm của Á hậu đều có sự góp mặt của những thương hiệu thời trang nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Huyền My từng chia sẻ cô có khoảng 20 đôi giày thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Đôi giày yêu thích của Huyền My có dáng bệt, đế có do hàng Chanel sản xuất và có giá khoảng 700 đô, hơn 15,5 triệu đồng. Không chỉ đầu tư cho túi xách, giày dép về khoản phụ kiện, Huyền My cũng mạnh tay chi trả cả chục triệu đến trăm triệu đồng cho bộ sưu tập mắt kính và các loại kiểu dáng. Những phụ kiện như nhẫn, đồng hồ của Huyền My cũng thuộc hàng thương hiệu nổi tiếng xa hoa đắt đỏ. Bên cạnh việc tậu hàng hiệu với tốc độ gần như mỗi ngày, Huyền My còn rất biết hưởng thụ khi thường xuyên ăn uống, nghỉ dưỡng tại những nơi sang chảnh và đắt tiền. Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh sinh năm 1995, tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, bén duyên với nghiệp diễn từ năm 6 tuổi, là tích cực hoạt động nghệ thuật. Angela Phương Trinh hiện đang là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng tại làng điện ảnh Việt. Tuổi đời còn nhỏ, nhưng Angela Phương Trinh đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa phải mơ ước. Từ năm 2014, Angela đã có đủ khả năng sắm cho mình chiếc xế hộp màu trắng, sau nhiều năm đóng phim và tham gia các hoạt động quảng cáo. Nổi tiếng là người đẹp có gu thời trang đa dạng hợp mốt nhất nhì với Big. Mỗi lần Angela Phương Trinh dự sự kiện là một lần cô gây choáng với style hàng hiệu từ đầu tới chân. Một dịp khác gần đây, Angela Phương Trinh lại gây chú ý với set đồ gồm váy Valentino dành Jimmy Choo và BL Gavi. Mỗi lần lên đồ đi thảm đỏ là một lần Angela Phương Trinh không ngại ngần vung cả trăm triệu mua váy áo. Trong ảnh cô diện thiết kế của Matissa có giá trị hơn 200 triệu đồng. Hay tại một sự kiện khuôn khổ tuần lễ thời trang, mỹ nhân taxi Em Tên Gì chơi lớn với nguyên cây vờ xanh gồm cả váy, khuyên tai, vòng nhẫn, lên tới cả nửa tỷ đồng. Ngoài ra, dễ nhận thấy người đẹp sinh năm 1995 cũng rất biết hưởng thụ. Cô cũng hay đi ăn uống, nghỉ dưỡng tại những nhà hàng, khách sạn sang trọng sau thời gian làm việc dày đặc và căng thẳng. Hòa Minh Di tham gia Học viện Ngôi sao và xuất sắc giành giải quán quân. Tuy nhiên, so với bạn bè đồng trang lứa, sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minh Di có phần trắc trở lúc ban đầu và kém may mắn hơn hẳn.
từng chia sẻ phải ở nhà thuê phòng trọ bình dân, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do đi vay mượn tiền để đầu tư vào các dự án âm nhạc. Thế nhưng hiện tại Hòa Minzy dường như đã có cuộc sống thoải mái hơn. Dù so ra thì cả gia tài của giọng ca Thư Chưa Gửi Anh vẫn có phần lép vế hơn hẳn so với các bạn đồng nghiệp cùng tuổi. Không có điều kiện như những người bạn đồng trang lứa, nhưng cuộc sống của Hòa Minzy đã thoải mái hơn nhiều so với những năm trước. Người đẹp thi thoảng cũng mạnh tay sắm đồ hiệu, cô sắm cho mình chiếc iPhone 7 Plus đang thịnh hành để tiện liên lạc trong công việc. Quán quân Học Viện Ngôi Sao cũng bắt kịp xu hướng với kính mắt. Sau thời gian lao động miệt mài, Hòa Minzy thi thoảng cũng tự thưởng cho mình những món đồ đắt tiền như túi sách Lady Dior Mini có giá gần 100 triệu. Hoặc túi sách LV đắt đỏ, cô cũng thích đi ăn uống sang chảnh với bạn bè, người thân.